nó bên trước khi khủng bố đó nó ở bên kia, nó cũng ở cái dĩ nhiên là bên cái vùng Cận Đông, nhưng mà nó sang bên Thái Lan trước, sự sống như biết đó. Thì tụi đó đó đi vào cái chỗ massage và sau đó là anh bỏ cái học như đó, bởi vì rõ ràng là như vậy rất rất nhiều, tại sao phải chết cái khổ sở như vậy nữa đó. Và tôi có hai cơ sở thì rất là vui, nó liên quan đến cái vụ mà cái thằng Mohammed Atta là cái thằng người Ai Cập ấy, mà nó là cái thằng đầu tiên nó tâm cái máy bay của nó vào trong cái bài nhạc tin sau rồi. Thì tôi nói là này, fire in the sky Atta in heaven, gì trên tiếng Việt là gì, lửa cháy trên trời thiên đàng anh hùng. Có thể tưởng tượng khi người ta nói đến lửa, người ta nói đến địa ngục, không bao giờ nói đến thiên đường mà lại ở trên mà là lửa hết đúng không? Mà rõ ràng cái thằng này đâm được máy bay như vậy là nó và bao nhiêu người chết theo nó. Mới đây cũng là cách đây 2 ngày, 9/11, thấy không? Thế thành ra là mình thấy rằng là đi vào cái chiều sâu đó, nó là ghê gớm như thế, trước mà chiều dẫn đâu. Và thực sự ra mình đã đến cái tuổi của chúng mình bây giờ, mình phải thấy rồi, không đâu đâu, tối đa 30 năm nữa đúng không, tối đa. Nhưng mà bao nhiêu người có tuổi mình dùng hết rồi đó, vậy thì mình phải sửa soạn cho cái đó. Cái đó đúng rồi không đâu. Thì cái vấn đề đó là sở dĩ tôi tìm hiểu sâu về Phật giáo thì cái đó tôi lên, bởi vì rằng là rõ ràng bây giờ đó, cái thời mình thì mọi người đều nhìn cái sự mà vật không có cái tuệ nhãn nữa, thành không thấy những cái điều mà những bậc thánh nhân người ta thấy. Rõ ràng là gì, sau cái chết không phải là hết, sau cái chết có cái khác. Nhưng mà mình đều là trong truyền thống Phật giáo thì ra là mình rất là may mắn, rất có phước đấy. Đến bây giờ mình đứng đây, mình ngồi đây, mình nói chuyện như thế này, mình vui vẻ thế này đó, đại phước. Nhìn những cái người phụ nữ Hồi giáo bên Syria bây giờ, những người theo Thiên Chúa giáo, theo những cái đạo khác mà không phải là cái đạo Sunni của nó, nó sống như thế nào, mình thấy là mình đại phước. Và mình đại phước đó đó không phải tự nhiên đâu, không phải tình cờ. Không có Chúa nào mà tự nhiên bắt cái người đó chịu cái điều đó mà mình được làm cái này. Trong đạo Phật do cái nhân quả, mình đã qua rất nhiều đời, theo Phật nói là từ vô thủy đến bây giờ, chứ không phải là vài ba đời đâu. Và sau khi mình chết rồi đó, mình sẽ đến nhiều nơi lắm, nhiều cái nó gọi là quốc độ, có thể xuống địa ngục, có địa ngục chứ phải không đâu. Nhưng mà địa ngục thiên đàng thì dĩ nhiên là phần lớn tôn giáo nào cũng có, nhưng mà còn có ngạ quỷ, có súc sinh, có người không ra người thì không có mấy người nào. Mình phải thấy cái điều đó. Mà trong bên Phật giáo đó rất là sâu, đã có cái truyền thống của Tây Tạng cho biết rõ ràng là khi mình mà như là giữa sống và chết, mình sẽ thấy những cái cảnh gì, vẫn tưởng thương Tây Tạng có những cảnh như thế nào, mình cần phải sửa soạn cho cái đó. Bởi vì lúc đó đó mình tâm thần rối loạn đó, dễ đi xuống cái cõi đoạn chứ không dẫn đâu. Thành ra là bây giờ đó, mình nên cố gắng trong cái tuổi này rồi đó, đừng có nên mà như là quá mà thờ ơ những cái điều đó. Có những cái cốt lõi của con người, nếu mình còn tiếp tục muốn sống ở cái cõi yên lành, được một cõi người như bây giờ, mình cũng tiếp tục tu để mà không khổ, thì mình nên tìm sâu vào những cái vấn đề, cái siêu hình như vậy. Nhưng mà nó không phải chương trình đâu, nó rất là chương trình.